Alright. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube HB Nguyễn, những loài sống dưới nước của mình nha. Thì như video trước mình đã quay cho các bạn xem mình đem con cá cha bạch tạng hay còn gọi là cá mập thái với con cá chạch lấu hay là còn gọi là cá chạch bông lên cái hồ này các bạn. Thì bây giờ chỉ còn lại một con cá cha bạch tạng này thôi. Còn con chạch lấu thì rất là buồn các bạn. Và bữa mình bỏ vô giấc sáng vậy để tới trưa, tới chiều, tối luôn. Mình cho nó ăn vẫn ăn bình thường, nó không có gì hết mà tới khuya cái nó nhảy ra mọi người. Mình đi ngủ thì mình không hay á. Tại vì cái hồ của mình có 4 cái thành ga hết rồi, nó chui lên không được mọi người. Nhưng mà khốn kiếp thay là cái một cái ngạnh người ta đục đặng để các bạn nghiêng cái hồ, các bạn đổ nước ra các bạn, thì đó có một cái lỗ. Thì xui thay là con cá chạch của mình nó chui đường cái lỗ đó ra. Thì cái hồ này tại mình lúc trước mình đựng nước hơi đầy mọi người, mà mình nghĩ hồi bữa mình có nghĩ tới trường hợp này, nhưng mà mình thấy xung quanh có 4 ngạnh, mình nghĩ nó không có ra được, mà mình quên cái vụ cái lỗ đó mọi người. Ác vậy chứ, làm công tình mất đi con cá chạch khoảng 4-5 tháng gì nuôi rồi đó mọi người. Khoảng 3-4 tháng gì đó, mình cũng không nhớ kỹ nữa, nhưng mà khoảng đó đó. Sáng ra nghe mẹ nói cái buồn hiu luôn, thấy kiến bù ngẹt hết nè mọi người. Thì giờ ở dưới cái bay con cá cha này giống, dưới cái bay bụng của nó nè mọi người, giống như là nó bị, nó bị gì ta, trùng móc câu đeo vậy ta. Thì cái đuôi con cá cha bạch tạng của mình cũng bị mấy con kim ngân này nó quấy gối mọi người, nó cắn cái đuôi con cá cha bạch tạng của mình. Giờ thì mình sẽ lấy cái gỗ này mình vớt nó ra nha, mình vớt nó ra làm sao đặng mình nuôi chung với mấy con lòng tông luôn nha mọi người nha. Thì giờ mình không có cái vợt cho nên mình sẽ lấy cái gỗ này mình vớt thế cái vợt nha mọi người, để mình vớt coi được không, nó chạy quá chạy nè. Thì mấy con kim ngân này một số bạn mình thấy bình luận là để nuôi nó nhiều cỡ 4-5 con rồi nó mới không có cắn nha mọi người. Nhưng mà theo như mình biết thì mấy con này nó ghĩa vây mấy con cá khác lắm, nó không cắn lộn, nó cũng ghĩa vây con cá khác. Vớt hụt không mọi người, mấy con này nó lẹ quá lẹ, chạy như Subatan luôn. Rồi thì bây giờ mình vớt dính nè mọi người, để hở hở cho mọi người xem nè. Con này thì cũng khá nhỏ. Trời ơi nhảy, nãy mình vớt được con rồi nha mọi người nha, tại mình chiếu tắt cho mọi người xem á, để mình bắt nó cái mọi người. Ê ê bớ, ồ nhiễm chúng nó thịt luôn rồi mọi người. Nhiễm chúng nó thịt luôn à. Đây, đã chưa. Con này là con kim ngân nha mọi người, kim ngân albino hay còn gọi là cá he albino đó mọi người, cá he bạch tạng á. Giờ thì mình sẽ đem hai con này ra làm sao mình bỏ vô cái hồ nha mọi người nha. Có con nó bị lật bụng luôn rồi nè, không biết sống nổi không đây nữa. Trời ơi báo quá báo rồi. Thì giờ mình sẽ bỏ hai con này vô trong cái hồ mà lúc trước mình nuôi hai con cá chạch nha mọi người nha. Thì cái hồ này mình có gắn máy lọc mọi người. Thì tạm thời mình để hai con này ở đây, sau đó thì một lát mình sẽ vớt mấy con lòng tông với cá sặc đồ ở dưới cái thùng mút lên nuôi chung với mấy loài này luôn nha mọi người. Thì mấy cái con này là mấy cái con ghĩa vây cho nên mọi người nuôi chung với mấy con cá ghĩa vây thì nó cũng không có cắn được á mọi người. Trời nãy nó nhảy vậy mà bị chày nè mọi người, chày da chóc dãy nhỏ rồi. Đây, đây là cái thùng mút mà mình nuôi mấy em lòng tông nè mọi người. Mình để mấy cái cây này đặng cây mũ á, đặng để chặn đừng cho nó nhảy á mọi người. Không có cây đó là nhảy dữ lắm á nha, dễ gì còn nguyên. Thì giờ mình sẽ mở sục oxy cho nó, y sục oxy cho nó xíu nha mọi người. Rồi thì bây giờ mình tiếp tục lấy cái gỗ này mình vớt mấy con lòng tông này mình đem cái hồ đó nha.
để xúc coi coi dính con gì không. Để mình lấy cái cây ra chứ mọi người, nó án án khó chịu vãi luôn á. Mình lấy cái cây ra rồi mình vớt mình quay cho mọi người xem nha. Rồi dính một em. Dính một em. Mình sợ mình đưa lên cái nó nhảy mọi người, nó nhảy rớt đất. Đây vô nè. Mấy cái con lòng tông nhỏ này là lòng tông bay nha mọi người nha. Thì lúc trước nếu bạn nào đã từng theo dõi kênh của mình thì mình vớt mấy con này được ở ngoài ruộng chung với thằng cháu mình đó. Thì để bây giờ mình vớt tiếp mấy con nè. Trời vô con không vậy, vớt lần 2-3 con mới mau hết với hết con là chừng nào hết. Đó. Vô. Nó chiếu chiếu cũng đẹp lắm nha mọi người nha. Nó giống như cá neon vậy mọi người. Mà màu sắc của nó không có như cá neon thôi. Neon Việt Nam nha mọi người nha. Lòng tông bay neon Việt Nam nha. Mấy con này thì mình cho nó ăn thức ăn viên không à mọi người. Mà cái bụng nó bự vậy á, bụng nó chập ba luôn á chứ. Đây là con cá sặc nha mọi người nha. Thì kỳ trước luôn vớt về được 2 con, mình bỏ chung với cá chim nó lụm hết con rồi. Còn con này mình thấy vậy mình vớt ra mọi người, mình bỏ chung dưới đây vậy mà giờ nó bự rồi. Nó ăn thức ăn viên không á, mà nó bự vậy á. Mấy con lòng tông mình cũng cho ăn thức ăn viên bình thường nè. Các bạn thấy con gần kiến nè, bụng trong bóc luôn. Cái sặc đó nó lên màu cũng đẹp lắm mọi người. Mà không biết cái sặc gì thôi, sặc gần hay sặc gì thôi. Vô đây, trời ơi, chạy hoài luôn á. Vô cái coi. Mình để cho nó vừa vừa nha mọi người nha. Thằng mình lấy chớn mình thả lên liền để thôi nó nhảy ra báo nữa. Tới làm chuyện. Nè các bạn thấy chà bá luôn không? Mình nuôi từ hồi nhỏ nhỏ mà bây giờ bự hết rồi. Còn một con lòng tông sông nữa mọi người. Kỳ đó mình nuôi đâu cả chục con mà đi hết còn có 1 con đó. Tiền hồi để mình vớt lên luôn. Con nó thì nó lẹ lắm mọi người, khó vớt lắm. Con nó thì nó chùm ở đây mới nhắc mà mọi người. Chà bá luôn nè. Nó đó. Thì cái con này là con lòng tông thượng nha mọi người, hay còn gọi là lòng tông sông đó. Mà cái con này hồi lúc trước là mình vớt ở dưới cũng dưới mương luôn mọi người, dưới cái clip dừa ở ngoài nhìn nó thấy nó bự vô đó, như thấy nhỏ xíu rồi vậy. Rồi còn mấy con nữa ta, còn con 2 con gì nữa mọi người, vớt cho nó hết luôn rồi quay cho mọi người xem cái cho nó đã. Vớt 1 lần vô được có 1 con à, rồi biết chừng nào mới rồi. Vô cái nó lăn xăng thấy ghê rồi. Mấy cái con này nếu như mình nhìn kỹ là khá giống với sọc ngựa nha mọi người nha. Cái sọc ngựa của mình á. Mà nó không có màu đâu, con này thì nó chiếu chiếu thôi. Chỉ có dãy lấp la lấp lánh thôi. Lấp la lấp lánh kim cương. Mấy cái con này theo như mình biết là các bạn có thể nuôi chung với cá bay màu á. Nhưng mà sợ nó ghĩa bay mấy cá bay màu thôi, chứ nó ăn cá con nha. Mấy con này nó ăn cá nhỏ nha mọi người. Đúng nhất thì chắc không nên nuôi chung đâu. Không nên nuôi chung bảy màu đâu. Nhiều khi nó ghẻ đuôi nữa cũng chừng. Đó các bạn thấy không? Con này là lòng tông sông nè, chạp bá luôn. Con này là lòng tông bay nè. Các bạn thấy sự khác biệt không? Con kia làm như nó cục hơn nha mọi người. Với cái vây tai bơi của nó nhìn cũng khác nữa. Mình không hiểu lý do tại sao kêu nó là lòng tông bay luôn á. Không biết có cái truyền thuyết gì về nó không nữa. Các bạn nào ở đây biết để lại bình luận bên dưới video cho mình biết chứ. Bạn nào biết không? Tại sao kêu nó là lòng tông bay? Con lòng tông kia nó cũng bay vậy mà tại sao không đặt nó lòng tông bay mà đặt lòng tông sông? Mà con này ở mương mà lại đặt lòng tông bay.
Rồi, đây là một con cuối cùng nha mọi người. Đấy, thấy cái hồ cá đồng nhất nát không được có hai em kim ngân là lạ thôi đó. Rồi, thì hôm nay chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, like, share để ủng hộ mình làm các video tiếp theo nha. Các bạn thấy đẹp nhất nát không? Mấy cái con dãy lấp la lấp lánh này thì mình nuôi chung nha mọi người nha. Thì để bữa nào mình cho tụi nó ăn thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem ăn. Rồi thì bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Con cá sặc có hai chấm nữa nè.